Tại Việt Nam thì không ít sản phẩm nông nghiệp gắn mác là sản phẩm hữu cơ đã có giá bán cao nhưng vẫn được tiêu thụ mạnh. Để nắm rõ các sản phẩm này có thực sự là sản phẩm hữu cơ hay không và được chứng nhận theo tiêu chuẩn nào thì xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Đây là cửa hàng của Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu thụ Nông sản An toàn Việt Nam thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, có nguồn cung thực phẩm sạch từ các hợp tác xã trên toàn quốc, nhưng lượng rau củ cơ tại cửa hàng chỉ ở mức độ khiêm tốn, chủ yếu vẫn là sản phẩm an toàn. Là cái lượng rau hữu cơ cung cấp cho thị trường và cái vùng sản xuất hiện nay đang còn hạn chế, và đó cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến là cái lượng hàng hóa rau cơ nó đắt hơn. Quy trình sản xuất rau hữu cơ rất nghiêm ngặt, thế nhưng tại Việt Nam vẫn chưa tổ chức nào có đủ thẩm quyền để chứng nhận một sản phẩm là sản phẩm hữu cơ. Nhiều đơn vị sản xuất đã mời một tổ chức nước ngoài được công nhận vào kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận cho sản phẩm của họ. Còn nhóm rau hữu cơ Đồng Xuân được chứng nhận bởi Ban điều phối PGS, Hiệp hội Rau hữu cơ Việt Nam thuộc Liên đoàn Quốc tế các phong trào canh tác nông nghiệp hữu cơ IFORM. Hiệp hội Rau hữu cơ và Ban điều phối PGS của Rau hữu cơ Việt Nam, họ giám sát theo đúng quy trình về để sản xuất, đảm bảo sản xuất được rau hữu cơ thì chúng tôi phải qua nhiều bước cho nông dân qua lớp sản xuất, học lớp sản xuất rau hữu cơ, sau đó rồi kiểm nghiệm đất và nước. Dưới sự giám sát của Ban điều phối PGS, liên nhóm rau hữu cơ Đồng Xuân đang sản xuất trên diện tích 1,3 hectare. Sản lượng rau hữu cơ chỉ đủ cung cấp một lượng nhỏ cho người dân vùng lân cận. Vì chưa có một bộ tiêu chuẩn nào của chính Việt Nam cho các sản phẩm cụ thể, nên các đơn vị chưa dám mở rộng sản xuất và tiếp cận thị trường. Tôi thì hiện tại đang có cái chứng nhận về cái sản phẩm rau hữu cơ của hệ thống PGS của Việt Nam chúng tôi. Thì nếu mà được cấp thêm cái chứng nhận của bên Tổng cục Đo lường Chất lượng cấp cho thì chúng tôi rất là quý. Cuối năm 2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ra bộ tiêu chuẩn đầu tiên cho Việt Nam dành riêng cho sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, bộ tiêu chuẩn này vẫn chưa hoàn thiện. Việt Nam chúng ta cần thiết phải có cái nghiên cứu để đưa ra các cái tiêu chí cụ thể đối với cả các cái khâu trồng trọt hay là chăn nuôi, hay thậm chí là các cái yêu cầu để làm thế nào để chứng nhận được là đây là sản phẩm hữu cơ, đây là phân biệt với sản phẩm thông thường, thì nên phải có các tiêu chí cụ thể. Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn về thủy sản hữu cơ. Ngoài ra thì sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan hữu quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xác định ra một số sản phẩm chủ lực có tiềm năng để phát triển hữu cơ. Và chỉ khi nào có được một bộ tiêu chuẩn quốc gia cho từng sản phẩm cụ thể, thì khi đó người sản xuất chân chính và cả người tiêu dùng mới được đảm bảo quyền lợi.